Hello, Ving. Are you there? Yeah. Okay, good morning, Ving. Good Good morning. morning. Right, how are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Right. Okay, so last time, not last time, yesterday we had a test. We had a small test that is about reading. Hôm qua mình có một cái bài kiểm tra nhỏ về kỹ năng đọc và viết ha. Vậy thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái bài kiểm tra thứ bài kiểm tra cuối cùng trước khi mình quay lại với cái đây là cái chuỗi bài học của mình ha. Cái chuỗi bài học của mình thì mình sẽ quay lại sau khi kết thúc cái bài ngày hôm nay. Ok, bye. Bài hôm nay thực sự rất là ngắn thôi, cho nên là sau khi làm xong cái bài này thì mình sẽ có thời gian để mình luyện tập thêm cái kỹ năng nói của mình nha Vinh nhé. I like your speaking a lot. I like your speaking a lot and I would love to help you improve more. Okay, right. So Vinh, can you tell me about your day? Hãy kể cho cô biết về một ngày con làm những gì đi. Tell me about your day. No. Right. Vậy thì câu này nó trừu tượng quá hơi khó hiểu thì cô sẽ bắt đầu bằng cái câu như sau. When does your day start? Ngày của con bắt đầu khi nào? When does your day start? Right, do you understand the question? Rồi, cũng giống như là con có thể nói cho cô biết là con thức dậy lúc mấy giờ được không? When do you wake up? When do you wake I will wake up six at 6? o'clock. Oh, okay, I wake up at 6 o'clock. Okay, what do you do after you wake up? I go to brush the teeth. Okay, I go to brush the teeth. Rồi, chỗ này con có thể nói là bỏ cái go to brush này cũng là I brush the teeth hoặc là brush my teeth, được chưa? Rồi, sửa thành I brush my teeth cho lẹ. Và bởi vì con đang kể theo cái trình tự thời gian đúng không? Kể theo cái trình tự tức là con mở mắt, con thức dậy trước. Rồi sau đó con mới đi đánh răng thì con bảo là after that. Sau đó I brush my teeth. Right. What do you do after you brush your teeth? After that, I eat breakfast. À rồi, bởi vì ở đây con đã xài after that một lần rồi thì lần sau con không cần xài nữa đúng không? Con nối thẳng luôn and eat breakfast. Rồi, vậy thì cô đang gộp hai cái câu trả lời của con vào một cái câu hỏi ha. Vậy thì cô hỏi lại và con đọc lại cho cô cái câu trả lời đây nhé. What do you do after you wake up? After that, I brush my teeth and eat breakfast. Okay, good job. You have brushed your teeth and eat breakfast. So, what time do you go to school? No. I go to school at 7:15. Oh, you go to school at 7:15. Good job. Right, I go to school at 7:15. Good job. Right. So, what time do you finish school? What time do you go back home? What time do you go back home? I go back home at 16:30. At 16:30. Good job. 16:30. Right. So, what do you do in the evening? What do you do in the evening, Vic? I study. I study Japanese. You study Japanese. Good job. Okay. Rồi, chỗ này mình không đọc là study nhá, Vinh nhá. Mình đọc là âm ơ. Study. I study Japanese.
Right. Can you say that again? What do you do in the evening? I study Japanese. I study. Chữ study đọc lại đúng cho cô này. I study. Đúng rồi. I study Japanese. Right. What else? Con chỉ có học mỗi tiếng Nhật thôi hả? Vâng. Ok, cháu học mỗi tiếng Nhật thôi hả? Ok, good job. What do you do in the evening? Right. Right. Ok, so what time do you go to bed? Rồi. Right, what time do you go to bed? No, I go to bed at 21:45. Oh, at 21:45. Wow, very good. Rồi, ok. Vậy thì đây sẽ là một cái lịch trình mà gọi như là những việc con sẽ làm trong ngày đúng không? Không có cụ thể lắm nhưng mà gọi như là cũng khái quát được một ngày của con trôi ra những trôi qua như thế nào. Vậy thì khi mà cô hỏi tell me about your day. Đó, kể cho cô nghe về một ngày của con thì con sẽ làm gì? Con sẽ kể lại tất cả những gì mà con vừa trả lời cho cô. Right, cô hỏi là tell me about your day thì Vinh sẽ nói là I wake up at, con sẽ nói là every day đúng không? Every day. Right, every day I wake up at 6 o'clock. After that, I brush my teeth and eat breakfast. I go to school. Ôi, đầu chữ every day cô ghi tới tận 2 chữ E luôn kìa. Ôi trời ơi, cảm ơn. Thank you for telling me that. Trời ơi, cảm ơn vì đã nhắc cô nha. Rồi, cô nói tiếp nè. Con, bởi vì cô đã bảo là tell me about your day là kể về một ngày của con thì con cứ nói lại những gì mà con vừa trả lời cho cô thôi. Đó, brush my teeth and have breakfast. Right, at 7:15 I go to school and I go back, right? I go back home at 16:30. Right? In the evening I study Japanese, I go to bed at 21:45. Được chưa? Mình sẽ sử dụng những cái câu trả lời mình vừa ghi để mình trả lời cái câu hỏi mà tell me about your day ha. Rồi. Right, ok, vậy thì bây giờ cô sẽ năn hỏi lại cái câu này và Vinh làm lại cho cô nhé. Yeah. Vinh, can you tell me about your day? Every day, I wake up at 6 o'clock. After that, I brush my teeth and eat breakfast. I go to school at 7:15. I go back home at 16:30. I study Japanese. In the evening, good. I go to bed at 21:45. Okay, you will go to bed at 21:45. That's very good. Rồi, vậy khi nào mà gặp câu hỏi mà tell me about your day, hỏi về một cái ngày của con trôi qua như thế nào thì con sẽ trả lời như trên nhé, được chưa? Right. Okay, Vinh, do you have any hobbies? Con có hobby nào không? Do you have any hobbies? I play football and play chess. Oh, you play football and play chess, right? Okay. Vậy thì ở đây có một cái câu hỏi là hãy kể cho cô biết về cái hobby của con đúng không? Vậy thì câu đầu tiên là con đã trả lời được đó là what are your hobbies rồi. Đó là my hobbies are playing football, right? And playing chess. Đó, được chưa? Hobby của con là chơi football và chơi cờ vua. Rồi. Okay. So, how often do you play football and play chess? Okay, but now how about you choose one? Con chỉ chọn một thôi. Do you want to talk about football or chess? No, chess. Okay, chess. So how often do you play chess? At
I'm morning Saturday and Sunday. Okay, mình có thể nói là I play chess on Saturday. Morning Saturday and Sunday. Okay, Saturday and Sunday morning. Rồi, cô sẽ giúp cô sẽ giúp Vinh sửa lại cái câu một câu này cho đúng. Mình không để morning đứng trước Saturday được. Mình phải đổi thành Saturday morning và Sunday morning, đúng không? Nhưng mà bởi vì hai cái nó đều có morning theo sau, cho nên là cô chỉ giữ lại một cái thôi để cho nó gọn. I play chess on Saturday and Sunday mornings. Được chưa? I play chess on Saturday and Sunday morning. Rồi con tính ghi lại hả Vinh hả? Con không muốn ghi lại không? Tí nữa cô sẽ mở cả hai cái cho con ghi lại nhé. Tí nữa cô mở cả hai cái cho con ghi lại. I play chess on Saturday and Sunday morning. Con nói lại cho cô đi. How often do you play chess? I play chess on Saturday and Sunday mornings. Good job. Right. Okay. So, who do you play chess with? Who do you play chess with? Cô chơi một mình là đọc tiếng Anh là gì? I play alone. Được chưa? I play alone. I play alone. Okay, thank you. You play alone. Con biết chữ alone này không? Alone này có nghĩa là một mình. Rồi, chữ alone này là một mình ha. Con có thể học thêm từ mới. Alone, một mình. Viết ngày hôm nay vào. Today is, okay, hôm nay cô sẽ không lộn ngày nữa đâu. Hôm nay là ngày 13 tháng 2, đúng không? 13 tháng 2, 2022. Right, February 13, 2022. Right. You have the word alone, nghĩa là một mình. Còn cái bài nữa thì con nguyên cả một cái bài nói, thì lát nữa cô sẽ cho con ghi sau. Rồi, okay. Next. Okay, so wow. What do you think about playing chess? Rồi, con có cảm nghĩ gì khi chơi cờ vua nhỉ? What do you think about playing chess? Do you think it's fun, exciting or what? No, it's fun. Okay, you can say I think playing chess is fun. Right, that's right. Đúng rồi, trả lời câu hỏi đầy đủ như vậy nó sẽ hay hơn ha. Rồi, vậy bây giờ với cái câu hỏi tell me about your hobbies thì con sẽ bắt đầu giới thiệu bằng việc giới thiệu là con có những hobbies nào, rồi con thường xuyên chơi nó khi nào, đúng không? Đó, con sẽ chơi nó khi nào, rồi và con sẽ chơi với ai và con nghĩ rằng cái hobby đó nó như thế nào, con có cảm xúc gì đối với cái hobby đấy. Rồi, vậy thì bây giờ cô sẽ giúp con No. Rồi, cái này là của cái bài mà tell me about your day nè, xíu nữa cô cho ghi. Rồi, I play alone. Rồi, who do you play chess with? Rồi, how often do you play chess? Rồi, bây giờ mình cùng làm lại cái phần mà tell me about your hobbies nhé. Cái câu hỏi nó đang nằm ở trong cái khung trắng này con này. Câu trả lời chứ. Rồi, khi mà nói về khi mà cô hỏi tell me about your hobbies, con sẽ trả lời trong cái phần khung trắng này cho cô. Right, tell me about your hobbies, Vinh. My hobbies are playing football and playing chess. Đúng. I play chess on Saturday and Sunday mornings. I play alone. I think playing chess is fun. Okay, I think playing chess is fun. Rồi, okay, bây giờ Vinh đợi cô một chút xíu. Okay, please wait a moment. Cô sẽ sửa lại cái này cho nó gọn gàng hơn một chút xíu ha. Rồi, bây giờ một cái bài tell me about your day, cô sẽ để nó ở bên trên cái đám mây màu cam và cái bài hobbies cô để nó ở bên trên cái đám mây màu xanh. Bây giờ cô Vinh hãy
viết cái câu hỏi tell me about your day, viết to thật to ra rồi sau, nó kiểu như là viết in hoa lên cho cô ấy. Tell me about your day, viết in hoa lên rồi sau đó viết cái đoạn mà nói của con vừa rồi xuống, được chưa? Con viết liền, con không cần phải xuống dòng hay là xuống dòng hay là gì cả, cứ viết liền mặt cho cô, được chưa? Rồi làm tương tự với bài tell me about your hobbies. Rồi bây giờ con cứ viết đi, khi nào xong thì mình đi tiếp.
Right, are you done? Are you finished? Đã chắc là chưa ha, cố gắng lên. Right, are you done viết con xong chưa nào? Almost hả? Cố lên, cố lên, cố lên.
Right, you finish? Yeah. Okay, good job. Rồi nếu như mà mình đã xong rồi thì về nhà mình có thời gian mình cứ mở vở ra mình xem lại ha. Rồi bài này hôm nay viết hơi nhiều thôi, còn bài sau thì mình chả viết nữa đâu. Những bài sau thì rất rất dễ luôn Vinh ơi. Right. So here we have picture 1 and picture 2. Right, your job is to tell me how they are different. Rồi hãy cho cô biết là những bức này khác nhau như thế nào ha. Sorry, this is picture 2, not part 2. Picture, not part. Okay, wait for me. Wait for me. Cô sẽ ghi lại. Right. Okay, please look at picture 1 and picture 2 and tell me the differences. Rồi, nhìn vô bức tranh 1 và bức tranh 2 cho cô biết là nó đang khác nhau cái gì ha. Right, can you tell me? Yes. This. Right, can you please start? Bây giờ mình bắt đầu ha. Ôi, cái này thì đọc là gì hả cô? Cái nào con? Là cái màu tím ơi. cái màu tím con nhìn ra con gì? Cái màu tím con nhìn ra cái gì? Cái màu là... Em nhìn chẳng khác gì như người ngoài hành tinh luôn ấy. Đúng rồi, người ngoài hành tinh. Rồi, người ngoài hành tinh thì mình có chữ alien. Đó, người ngoài alien. Rồi, đây là danh từ ha. Danh từ. Đó, đây sẽ là danh từ thì cô ký hiệu là chữ N là cho danh từ ha. Đây là người ngoài hành tinh. Rồi, hoặc là nếu như mà con không muốn xài người ngoài hành tinh thì con xài con monster cũng được, đúng không? Monster, danh từ là quái vật. Đấy, purple monster. Right. Purple monster. Right, okay, so what happened here? Vậy thì những cái ngư, những cái điểm khác nhau đang là gì đấy? The picture one has two trees. Picture one also one tree. Okay, chỗ này thì cô sẽ sửa một chút xíu. Đúng không? Con nói là picture one has two trees, đúng không? Rồi. Nhưng mà nếu như mà con xài là also ấy, thì là có nghĩa là cũng, tức là nếu như mà cái này có một, hai cây thì cái bên kia cũng có hai cây. Vậy thì con chưa sử dụng đúng ở đây thì con phải nói là but picture two only has one tree. Đúng rồi, chỗ này là chỉ có là only đó, và mình còn xài thêm cái nhưng nữa đúng không? Chỉ hai vế đối lập thì mình xài but. Rồi, picture one has two trees but picture two only had one tree. Okay, good job. Đó là điểm khác nhau đầu tiên. Rồi, next, what is picture, next? Picture one monkey sit on a tree but picture two monkey sit, don't sit on the tree. Okay, hoặc là mình nói là picture one the monkey, là in picture one the monkey sit on the tree, đúng, but in picture two the monkey sit under the tree, đúng không, ngồi dưới. Rồi mình có là on the tree, nó đang trái nghĩa với under the tree, đúng không? On là phía trên. Còn cái under là phía dưới. On the tree is different from under the tree. Okay, next, good job. Đó là hai điểm khác nhau tiếp theo. Picture one has a alien, but picture two has a pirate. That's right. Picture one has a purple alien and picture two has a pirate. Good. What else is different? Còn gì khác nữa không? In picture one, the boat is blue, but in picture two, the boat is red. Okay, good job. In picture one, the boat is blue, but in picture two, the boat is red. Good job. Đúng ngữ pháp, đúng hết rồi. Rất giỏi. Okay, đúng không? Cái thuyền xanh và cái thuyền màu đỏ. Okay, next. No. Picture, in picture one is sunny,
But picture two is cloudy. À, is it really cloudy? Cloudy đúng không? Hay là nó còn có really? Những cái hạt này? Yeah. Nó còn it's mưa nữa rainy. Mà. Đúng rồi. In picture one, it's sunny. In picture two, it's rainy. Good job. Rồi, vậy đó sẽ là toàn bộ cái điểm khác nhau của cái bài này ha. Good job, you found everything. Rồi, nhắc lại cho cô. Alien là con người ngoài hành tinh. Can you say that again? Alien. Alien. That's right, alien là một con người ngoài hành tinh ha. Good job. Right, next. Okay, now không biết là Vinh có nhìn thấy cái bài này bao giờ chưa? Cô không chắc nữa, không biết là nhìn thấy cái bài này bao giờ chưa? Right, so can you look at the story here? Đây có bốn bức tranh và bốn bức tranh này ghép lại thành một câu chuyện. Right, so can you help me tell the story? Vinh có thể giúp cô kể lại cái câu chuyện này được không? Rồi, để kể câu chuyện thì mình phải nhìn hình và cho biết coi là cái chuyện này đang ở đâu và có những nhân vật nào ở trong đấy. Đúng không? Trong bước 1 là câu chuyện này đang ở đâu đây Vinh? At the cái khu vườn đúng không? Khu vườn hay là cái công viên nhỉ? At the garden. Okay, mình nói là in the garden, không có at the in garden. In the garden and rồi. Near the tree. Okay, and near a big tree, đúng rồi. In the garden and near a big tree, rồi mình phải một cái. Bây giờ có những nhân vật nào đây ở trong đó nhỉ? Has a people, a dog and a cat. Okay, there is a, mình có thể là there is a woman, đúng không? Rồi mà a cái woman. Cái woman này đang trong trạng thái nào như nào nhỉ Vinh nhỉ? She sleep. Okay, she's sleeping. Mình có thể nói là there is a sleeping woman, được chưa? In the garden and near a big tree, there is a sleeping woman and also has a dog and a cat. Okay, there is a sleeping woman and also right? Also a dog and a cat. Rồi tại sao cô không xài chữ cái hat ở đây? Bởi vì ở đây cô đang xài cái cấu trúc there is, there are, tức là có cái gì đó, có ai đó, có cái gì đó thì mình chỉ cần liệt kê cái danh từ đó thôi, mình không cần hat và làm gì cả. Rồi in the garden and near a big tree, there is a sleeping woman also, mình bỏ cái also này cũng được, and a dog and a cat, vậy mới hay hơn, a dog and a cat. Được chưa? Right. Next. What happens? Câu hình số 2, what happens? The cat is climbing on the tree. The cat is climbing on the tree. Nhưng mà có phải là một mình con mèo nó leo không hay là có phải là con chó tác động thì đến con mèo nó mới leo lên không? The dog is running with ở đây mình có một chữ rất là hay. The dog chases the cat. Chases the cat. Right. Rồi mình chấm một cái rồi the cat nên con mèo sợ quá leo lên cây. The cat is scary. And climb on the tree. Good job and climb on the tree. Rồi, chỗ này con sẽ không xài scary. Scary là con cảm thấy cái gì đó đáng sợ. Ví dụ như con thấy con chó nó to ơi là to thì con nói là that dog is scary. Rồi, còn nếu như mà con chó nó to mà nó làm con sợ ấy thì con sẽ bảo là I am scared, đúng không? Vậy thì trong cái tình huống này, con chó này không to lắm nên nó không có đáng sợ. Nhưng mà con chó này đuổi con mèo làm cho nó sợ thì mình phải nói là is scared, được chưa? Scared. Rồi. Mình đọc lại câu dòng thứ hai đi. The dog chases the cat. The cat is scared and climbs on the tree. The dog chases the cat. The cat is scared and climbs on the tree. Good job. Right. What happens next picture 3? The woman see
A cat, the woman see the cat on the tree. Good job. On the tree. What is she doing? What does she do next? She is calling. À, rồi. She calls. Nhưng mà call gọi ai nhỉ? Gọi cái trực thăng này đến cứu đúng không? Cái chỗ này mình không say is calling nha. Rồi. Calls. Helicopter come and help the cat on the tree. Okay, she calls for help đúng không? Cái call for help này là gọi. Đúng rồi, gọi nhờ giúp đỡ đó. Calls for help, gọi nhờ giúp đỡ. Rồi và cuối cùng đó là the people in the helicopter help catch the cat. The people in the helicopter comes and gọi như là helps the cat. Help the cat on the tree. Đúng rồi, ok. Mình có thể nói là help the cat get down from the tree. Yeah. Get down là đi xuống đó. Get down from the tree. Rồi. Ok, bây giờ cô đọc lại nguyên cái bài kể chuyện nhé. In the garden and near a big tree, there is a sleeping woman. Bởi vì cô này đang ngủ. A dog and a cat. The dog chases the cat. The cat is scared and climbs on the tree. The woman sees the cat on the tree. She calls for help. Call for help là gọi giúp đỡ. The people in the helicopter comes and help the cat get down from the tree. Rồi, bây giờ Vinh hãy đọc lại cái bản này cho cô đi. In the garden and near a big tree, there is a sleeping woman, a dog and a cat. The dog chases the cat. The cat is scared and climbs on the tree. The woman sees the cat on the tree. She calls for help. The people in the helicopter comes and helps the cat get down from the tree. Good job. Rồi, it's a happy ending ha. Rồi, vậy thì cái bài này cô sẽ chụp lại và gửi cho Vinh. Vinh về nhà Vinh chép nha. Bây giờ thì chưa chép, bây giờ chưa chép vào vở. Rồi, xíu nữa mình sẽ có bài gửi về nhà để chép vào. Right. Okay, so here comes the easiest part. Bây giờ sẽ đến cái phần mà dễ nhất. Xong cái phần này là mình cũng hết giờ luôn. Right, Vinh, so can you tell me? Rồi, bây giờ mình có những cái hàng này. Bây giờ mình có những cái hàng ha. Rồi, vậy thì trong mỗi một hàng sẽ có 4 bức hình. Và trong 4 bức hình đấy sẽ có một bức hình không cùng loại với những bức hình còn lại. Tell me, hãy nói cho cô biết cái bức hình không cùng loại đó là bức hình nào. Right, in line number one, line one, cái nào nó khác nhau? Which is different? In line one, which is different? Is picture two. Rồi mình có thể nói như sau nè. In line one, the cake is different. Được chưa? Con nói lại được không? In line one, the cake is different. In line one, the cake is different. Rồi, đố con biết tại sao nó khác nhau. Why is the cake different? Picture 1, 3, and 4 are fruits. Okay, good job. Picture 1, 3, and 4 are fruits. Okay, so in line 2, which picture is different? In line 2, the ice cream is different. Okay, the ice cream is different. So why is it different? No. Hamburger in picture 1, 3, and 4 in the summer can eat. Oh, okay, you cannot eat them in the summer. Good job, rồi. Rất là sáng tạo. I like it. Right, so in line 3, which picture is different? No, in line 3, the cup is different. The cup is different. Why is it different? In picture 1, 2, and 4 are toys. Picture 1, 2, and 4 are toys. Good job. Còn cái này là một cái đồ uống. This is milk. Đây là sữa này. Milk is white. So milk is... Milk cup. A cup of milk. Milk cup. Thank you. Right. And in line 4, which picture is different? In line 4, the picture 2 is different. Okay, why is that?
The picture 1, 3, and 4 are in the sea, but picture 2 cannot in the sea. You can say, cái con nói là picture 2 cannot swim, đúng không? Còn the cat cannot swim. Đúng rồi. It's cat. It's a cat, thank you. Right. Rồi, cái bài ngày hôm nay Vinh làm rất là tốt. Mình học cũng được, mình học rất là được nhiều thứ rồi ha. Học được nhiều thứ, đặc biệt là ở cái phần mà tự nói là tell me about your day, kể về một ngày của con. Một ngày của con thì con làm những gì? Rồi, tell me about your hobbies, làm những cái sở thích của con bao gồm là gì, và con đã nói được rất là nhiều về cái sở thích đó rồi. Có cái bài câu chuyện này lát nữa cô sẽ chụp hình và gửi qua cho dạy cô, gửi qua Zalo, con về con chép vào trong vở nhé, được chưa? Vâng. Right, okay. Thank you so much. I will see you next week at 9 a.m. in the morning. Bye bye. Goodbye, teacher. Right, goodbye, Vinh.